Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm, chúc mừng một số cơ sở giáo dục đào tạo và các nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Đến thăm trường Đại học Duy Tân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các thầy cô giáo và đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường, đồng thời bày tỏ ấn tượng với bề dày truyền thống và những thành tựu trường đạt được gần đây, giúp khẳng định vị thế, ghi tên vào bản đồ đào tạo của thế giới. Bí thư Thành ủy đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần quyết tâm xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, đạt nhiều thành tích hơn nữa. Thành phố sẽ luôn quan tâm hỗ trợ cho hoạt động giáo dục đào tạo của đơn vị. Đến thăm trường tiểu học Hồng Quang, quận Liên Chiểu, Bí thư Thành ủy đã kiểm tra tình hình khắc phục sau mưa lũ vừa qua tại trường, nhất là các trang thiết bị, sách giáo khoa bị hư hỏng. Bí thư Thành ủy chia sẻ khó khăn và đánh giá cao nỗ lực của nhà trường giúp công tác dạy học sớm ổn định sau mưa lũ. Bí thư Thành ủy gửi lời chúc mừng đến các thầy cô giáo nhân ngày truyền thống và đánh giá cao những kết quả trong công tác dạy học mà nhà trường đã đạt được. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn cũng như áp lực, mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục nỗ lực góp sức cho sự nghiệp trồng người. Cũng trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm chúc mừng nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Xạ, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Phú, nhà giáo ưu tú Nguyễn Cao Triết, nguyên giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến và nhà giáo nhân dân Nguyễn Trọng Hoàng, nguyên phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chúc các thầy luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu. Đánh giá cao những đóng góp của các thầy đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố thời gian qua, Bí thư Thành ủy mong muốn các thầy với kinh nghiệm và trí tuệ của mình tiếp tục góp ý, hỗ trợ, góp phần vào sự phát triển của ngành giáo dục đào tạo nói riêng và thành phố nói chung.